Hay vô, trời ơi, nay cập nhật mới rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ review nhanh cho các bạn xem nha. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy là mấy con bướm bye bye nè mọi người, là 5 ngày thôi. Chỉ trong vòng 5 ngày thôi, nếu mà các bạn bắt được chiếc hộp á thì các bạn sẽ mở ra có khả năng là trúng những cái phần quà trang phục này nha. Tiếp theo thì chúng ta có những cái món quà này nè. Thì đây là những món quà cũ thôi các bạn ạ. Con rồng mà trang phục bộ quần áo nè, chỉ có vài cái mới thôi. Ở đây có cây dù mới nè, thì ở clip này mình sẽ tặng cho các bạn cây dù nha, bằng cách là tham gia group Facebook của mình, comment để mình tặng quà. Ok, tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần cửa hàng. Thì ở đây có cái gói cô gái thỏ mây đen nè mọi người. Đây là bộ trang phục nha, rồi cân đẩu mây đen. Lúc trước là màu trắng, bây giờ là màu đen cho đủ bộ các bạn. Đó, quá là đẹp luôn, ngầu ngầu nha. Đi này là buổi tối là tàn hình luôn đó. Cái gói này thì được hai cái phần quà thôi. Còn cái gói là cô gái thỏ mây đen thì đây là bộ trang phục nha mọi người. Nhìn rất là dễ thương cute luôn đó. Trời ơi, quá là sang trọng, xịn mịn luôn. Tiếp theo, kế bên đây chúng ta có một cái chỗ mua lồng đèn nè các bạn. Đó, dành cho những bạn nào mà chơi trung thu. Ô là trời, mùa trung thu mà. Ui, nhìn khá là đẹp luôn các bạn. Đây là có lồng đèn thỏ, lồng đèn giấy nè. Mình sẽ mua cái này cho nó kiểu truyền thống nha. Rồi, ok la, sắp đi chơi thôi. Bên cạnh đó thì trên cái trang Facebook của game cũng có tổ chức rất là nhiều cái sự kiện trung thu luôn. Và các bạn có thể vào đó tham gia. Ví dụ như là góc trang trí trung thu nè. Quá là đẹp luôn. Chiều nay thì mình cũng sẽ tham gia cái clan thăng hạng cảm xúc, một cái video MV rất là hay luôn. Hy vọng là các bạn sẽ like ủng hộ mình nha. Rồi mọi người nhớ tham gia đi nhận quà nha mọi người. Rất là nhiều phần quà luôn, có cả trung thu, bốc thăm rồi các thứ luôn nè. Quá là đã luôn. Ngại gì mà không tham gia đúng không? Đâu để mình đi dạo một vòng coi. Tết trung thu em dắt đèn đi tu. Dắt đèn đi chơi. Rồi kế tiếp là ở đây có một cái gì ta, thức ăn nè mọi người. Thức ăn thì đã được tổng hợp lại, nhưng mà mình thắc mắc là ủa quả dứa sao nó không gộp chung lại ta. Chắc là gấp quá cho nên bị lỗi mọi người, tại vì có nhiều món có đánh số nhưng mà không gộp chung lại nha. Rồi mình ăn nha. Ok la, bây giờ là mình sẽ đi tới một nơi gọi là Hàn Quốc nha. Đó, Hàn Quốc. Khoan khoan các bạn, tin rồi nhận hai món quà bảo trì cái đó. Đó, một cái bếp ga nè, nấu ăn luôn, xanh cổ điển. Ui wow. Bây giờ là có cái phòng ngủ nè mọi người, cái gói phòng ngủ 100 kim cương, cũng khá là xịn sò, dâu tây, cherry các thứ nè. Xong rồi mình bốc thăm thử nha, bốc thăm cái gói phép thuật này đi. Đấy, mình thích cái gói phép thuật này. Vô bốc thăm nha mọi người. Úm ba la, đồ tím đi mà. Trời ơi, đồ tím, cái áo. Rồi xong cái quần các bạn ạ. Rồi đội quần luôn. Quần này chỉ một màu đen duy nhất thôi nha. Thôi nào, bây giờ là mình hãy cùng đi tới cái nơi Hàn Quốc nha các bạn. Rồi tham quan Hàn Quốc trong thế giới nhỏ bé Life Together. Chưa, trời ơi, mới mua cái lồng đèn 30 mấy kim cương, bây giờ phải ra quẩy các bạn. Các bạn có thể quay ngày lễ Quốc Khánh đờ cầm cái lồng đèn này quay cũng khá là hay nữa nè. Quay để mình nhận giải đúng không? Có rất là nhiều giải thưởng trên fanpage của Let's Together luôn. Bây giờ là mình sẽ vô ra để mình xem khu này khu gì. Let's Together Museum. Ok la, xịn xò. Trời ơi, Hàn Quốc Travel Center nha. Vô. Trời ơi, gặp hoàng thượng luôn. Hú hồng chim én vậy. Tưởng đâu cổ trang không á. Chào mừng bạn đã đến với khu triển lãm du lịch Hàn Quốc. Ok la, máy bay hoàng thượng nha. Chỗ hoàng thượng đứng xa ghê. Bây giờ mình sẽ đi một vòng. À, chỗ này là chỗ bán vé nè mọi người. Bên khu kia đang câu cá nhiều lắm nha. Trời ơi, nguyên một cái khu câu cá nữa các bạn à. Quá là đẹp luôn. Ui wow, đông dữ thân. Trời, toàn bóng 2, bóng 3, có bóng 5 nữa. Chắc một hồi mình sẽ thử mình câu xem có thiệt như các bạn ấy nói không nha. À, ở đây thì không thể sử dụng chiếc xe để mà mình di chuyển. Mình vô đây mình coi có gì trong đây. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi, xuất sắc nha. Ê, Hàn Quốc nhưng mà thấy chữ Trung Quốc nha. Đâu. À, ở đây là có rạp chiếu phim nè. Tham quan cung đình các thứ. Xong sau đó mình sẽ qua bên đây nha. Ôi ôi, đẹp quá các bạn ơi. Xuất sắc luôn. Đi một vòng thì mình thấy chỗ bán đồ ăn. Sẽ ăn nha mọi người, quá là mệt rồi. Ăn. Ở đây có bánh rán nè. Mình sẽ mua cái thử bánh rán ăn như thế nào nha. Ok la. Ra đây. Nhầm. Đâu là bánh rán.
Vô, thơm ngon mà bạn ăn nha. Rồi quá là ngon, trời ơi mới ăn có một phát rồi các bạn ạ. Sukana thì mới mua cái bánh rán mới ăn chưa đủ no nữa. Đâu để mình qua đây mình câu cá xem như thế nào. Hãy thử câu cá ở đây nha. Ok la luôn, lấy con ra các bạn ạ. Thử xem là câu cá có ra cá xịn như mọi người đồn hay không. Trời ơi nãy mình thấy con có con cá coi rồi kìa mọi người. Wow, cá cũng khoảng 8 mấy tiền sao á. Rồi cá rô phê luôn, Sukana luôn. Sukana lại một lần nữa nha. Phải chi có con cá nào viết viết pro. Đâu rồi, lên cá ơi. Đây rồi các bạn. Trời ơi không nhận nhỏ mà có vỏ ha, 100 mấy tiền sao luôn. Chỗ này câu cá thì cũng ngon á các bạn, nó trung bình thôi. Kiểu cá giỏm cũng có nhưng mà cá xịn cũng có. Đó các bạn có thể câu ở đây. Tiếp theo thì trong game xuất hiện những cái hộp rất là nhiều luôn nha các bạn. Có nhiều loại hộp khác nhau, ví dụ như cái hộp tiền sao này nè. Đó thì các bạn mở ra các bạn sẽ nhận được tiền sao nha. Còn để mà các bạn nhận được trang phục bộ vàng á thì các bạn phải săn được cái hộp này nha mọi người. Đó cái hộp này mới mở ra được cái trang phục bộ vàng nha. Giống như cái đợt mà các bạn nhận những cái trang phục áo dài Việt Nam rồi đó. Thì đối với cái hộp này mới mở ra được cái trang phục bộ vàng. Đây bây giờ mình sẽ đi săn hộp đây. Mình sẽ tiết lộ cho bạn những vị trí mà mình săn hộp nhiều nhất ở video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.